Chào mừng bạn đến với bài tập Java lần 3. Trong cái clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập đầu tiên, đó là nhập vào một cái mảng A gồm n phần tử gồm là các số dương, kiểm tra cái mảng A của ta có phải là mảng đối xứng hay không. Mảng đối xứng là cái mảng ta đọc xuôi đọc ngược với các giá trị phần tử của nó tương ứng là như nhau. Ok, thì có hai cái ý tưởng mà chúng ta có thể áp dụng để giải cái bài này. Một là chúng ta sẽ đảo lại cái mảng, cái hai là chúng ta sẽ kiểm tra từ giữa ra. Nếu như cái phần tử đối xứng và phần tử chính giữa mà nó tương ứng bằng nhau thì đó chính là cái mảng đối xứng. Còn nếu như có bất kỳ một cái cặp nào mà không đối xứng thì nó không phải là mảng đối xứng. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái chương trình. Ok, ý tưởng mình đã nêu ra rồi, và khi chạy chương trình như thế này, giả sử là cái chương trình của mình nhập vào một cái mảng gồm có 5 phần tử 1, 2, 3, 2, 1 thì chúng ta được cái mảng như thế này. Đây chính là một cái mảng đối xứng. Ok. Làm thế nào để có được cái kết quả như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Mình sẽ viết lại từ đầu. Ok, tất cả những cái này. Bây giờ chúng ta sẽ có chia tách nó ra thành một số các phương thức. Ok, đầu tiên là phương thức kiểm tra xem có đối xứng hay không. Đây là boolean. Đó là đối xứng int. Cái này một cái array tên là A. Chúng ta sẽ có giá trị y chạy từ 0, y nhỏ hơn giá trị bằng đi array chấm A, đây là A nhập không phải array chấm em chia đôi, đó y tăng lên. Chúng ta kiểm tra nếu giá trị A tại vị trí y khác với cái giá trị A tại vị trí A chấm len trừ đi y trừ đi 1 thì chúng ta sẽ return false, mặc định return true. Ok, phương thức thứ hai ở đây chúng ta dùng để hiển thị cái mảng và kết quả. Ok, thì là static void display. Display thì int một cái mảng tên là array. Trong này thì chúng ta cũng sử dụng vòng for. Sao toàn có giờ thế này? Đi vào từ 0. Có y nhỏ hơn array chấm len y cộng cộng. Chúng ta sẽ SOUT map cái dấu cách array tại vị trí y cộng. Ok, print này bỏ ln đi. Đó chúng ta sẽ SOUT mảng A array có đối xứng câu hỏi. Cái này cộng thêm cái đối xứng của array. Rồi, cái này thì cộng thêm một cái và cuối cùng là SOUT tab thế này. Được rồi, giờ chúng ta sẽ đến với phương thức nhập static void. Nhập thì chúng ta có một cái giá trị n là số phần tử. Ok, có một cái mảng A array. Sau đó thì scanner sc bằng new scanner. Cái này là system.in. Cái này chữ S chúng ta phải để nó ở chữ hoa. Ok, chúng ta sẽ SOUT tab nhập số phần tử n n bằng sc chấm, chữ này là next int. Tiếp theo dùng vòng for int y bằng 0, y nhỏ hơn lại nhầm rồi, nhỏ hơn giá trị của a, biết nó là n rồi thì n y cộng cộng. Ok, chỗ này thì chúng ta sẽ for này thì SOUT tab nhập array tại vị trí ngoài này cộng với y, cái này là cộng với bằng.
Ok, and chỗ này là array tại vị trí i thì sẽ bằng fc chấm đó là next int. Xong array chúng ta chưa có phát. Ok, array thế này bằng new int giá trị n. Bây giờ đến công thức main đấy. Ok, cái này là pfcm tab, cái này là nhập. Nhập xong thì chỗ này chúng ta sẽ gọi đến cái phương thức display. Ok, display hiển thị được rồi trên cái bảng A vào đấy. Bảng A có 5 phần tử 1, 2, 3, 2, 1. Đây, mảng A của chúng ta như thế này. Và mảng A là mảng đối xứng. Chính xác, bây giờ chúng ta nhập vào một cái mảng khác để kiểm tra nó có đối xứng hay không. Cũng là 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5. Đây, mảng này không phải là mảng đối xứng bởi vì kết quả chúng ta nhận được là false. Ok, như vậy là mình vừa cùng các bạn đi xong cái bài đầu tiên của cái loạt bài tập số 3 Java căn bản. Đó là cái bài kiểm tra một cái mảng có đối xứng hay không. Tuy nhiên là nó đơn giản nhưng các bạn hãy trình bày làm sao cho nó gọn gẽ và thoáng đãng dễ chịu nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.